Kính chào quý vị. Có một loại rau có mùi vị rất đặc biệt mà không phải ai cũng ăn được. Đó chính là rau diếp cá. Rau diếp cá từ lâu đã được y học cổ truyền dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, phát ban, tắc sữa, vân vân. Gần đây, y học hiện đại cũng phát hiện ra nhiều tác dụng quý của loại rau cây thuốc này như kháng khuẩn, tiêu diệt ký sinh trùng. Hãy cùng với Thuốc Nam Người Việt khám phá những tác dụng tuyệt vời của rau diếp cá. Rau diếp cá hay trong dân gian vẫn gọi phổ biến với những tên như diếp cá, dấp cá hay ngư tinh thảo. Từ xa xưa, diếp cá đã được người dân sử dụng rộng rãi như một loại rau gia vị, có trong các bữa ăn hàng ngày, giúp kích thích tiêu hóa, tăng thêm mùi vị món ăn, tạo một cảm giác ngon miệng. Theo đông y, diếp cá có vị cay, tính hơi lạnh, giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể, lợi tiểu sát trùng. Chính vì vậy, trong các tài liệu y học cổ truyền cũng đã lưu lại nhiều tác dụng quý từ rau diếp cá. Cây này đã được ghi ở trong các cái sách thuốc từ cách đây hàng nghìn năm chứ không phải mới bây giờ. Với giá trị làm thuốc ấy, thì đây là một cái vị thuốc mà người ta gọi là thanh nhiệt giải độc. Nghĩa là nó có tác dụng làm mát. Mát gì? Mát cái huyết ở trong cơ thể. Nói chữ mát, cái khái niệm mát này thì ta hiểu là khi nào thì huyết nó nóng. Khi mà nói theo cách nói của y học hiện đại, tức là có các cái trường hợp viêm nhiễm thì viêm nhiễm ấy làm cho cái huyết nó nóng lên, mà huyết nó nóng lên đấy thì một trong những thứ thuốc mà Tây y hay dùng, người ta hay dùng là kháng sinh. Thì đối với Đông y, người ta không có chữ kháng sinh mà người ta dùng chữ lương huyết, tức là làm cho nó mát cái máu này đi. Thì một trong những cái tác dụng thứ nhất của cái ngư tinh thảo hay là lá diếp cá, tức là làm mát máu, làm mát máu, giống như là tác dụng của kháng sinh trong các cái trường hợp gì, thí dụ bị mụn nhọt, mẩn ngứa, thế thì người ta rất hay dùng cái này, hoặc là bị bệnh đường ruột chẳng hạn, bị tiêu chảy, người ta cũng có quyền dùng cái này. Nhiều người không dám ăn rau diếp cá hoặc không ăn được vì chính mùi và vị tanh tanh có trong diếp cá, nhưng các nhà sử học đã tìm ra rằng chính mùi vị đặc trưng này lại là công dụng quý của rau diếp cá. Cái mùi tanh tanh khi mà vò nó ra thì bắt đầu nó bay hơi cái tinh dầu ra, chính là cái tinh dầu của nó, tinh dầu cái aldehyd và các những cái dẫn xuất ceton ở trong tinh dầu. Thế trong lá và trong cái phần đoạn trên mặt đất ấy, thì nó còn chứa các một số cái alkaloid, flavonoid, thì những cái thành phần này là nó kết hợp cùng với tinh dầu, nó mang cái tác dụng chữa bệnh điều trị của rau diếp cá. Cũng theo dược sĩ Đoàn Xuân Đinh, hiện nay tại một số địa phương hoặc một số hộ gia đình ở xa các cơ sở y tế có thể áp dụng diếp cá để điều trị ban đầu với một số chứng bệnh, hoặc kết hợp những cách điều trị từ rau diếp cá với cách điều trị Tây y để có thể có kết quả cao hơn. Rau diếp cá là dùng được dùng để hạ sốt trong trường hợp trẻ em sốt mà không muốn dùng hoặc không dùng được, hoặc phụ nữ có thai không dùng được tân dược. Mà sốt nhẹ thì có thể dùng rau diếp cá tươi để hạ sốt, rồi thì trị táo bón do đại tràng bị thường nhiệt, mụn nhọt lở ngứa. Rồi thì cái liều dùng thì thường là dùng dạng lá khô thì là khoảng từ 10 đến 12g trên ngày dạng sắc. Cây tươi thì chúng ta có thể dùng là dân gian dùng như là làm rau ấy, để người ta lấy phần trên mặt đất rửa sạch, thì nghiền ở trong cái cối sạch, sau đó lọc vắt lấy cái nước đó để sử dụng uống để hạ sốt cho phụ nữ có thai hoặc là trẻ em rất là tốt. Một số bài thuốc từ rau diếp cá trị sốt ở trẻ em: rau diếp cá 30g để tươi, rửa sạch, giã nát, thêm nửa bát nước nguội vào đun sôi để nguội và uống, lấy vã đắp vào thái dương. Trị bệnh trĩ, hàng ngày ăn sống rau diếp cá, ngoài ra có thể dùng lá diếp cá nấu nước để xông đắp. Trị táo bón, xoa khô 10g diếp cá, hãm với nước sôi trong khoảng 10 phút, uống thay trà hàng ngày và uống trong 10 ngày. Thuốc Nam Người Việt tuần này xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình Thuốc Nam Người Việt tiếp theo để chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về các loại cây thuốc và vị thuốc nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.